Mình không hiểu sao cái dịch vụ mình mới mở này hot thế mà hữu ích thế mà ít bạn đăng ký liên hệ Zalo với mình ấy nhỉ. Mình thông báo với các bạn nhé, ngắn gọn là mình sẽ hỗ trợ các bạn dịch cái video sang 10 cái ngôn ngữ khác để các bạn có thể thu hút thêm view nước ngoài để tăng cái thu nhập của YouTube. Thực ra để làm cái việc này ấy, thì nó cũng đơn giản thôi nhưng mà nó sẽ tốn rất là nhiều thời gian. Thật ra là mình sẽ tự làm và mình có team của mình hỗ trợ. Tìm một vài bạn nữa mình thuê hỗ trợ để mà có thể thực hiện cái dịch vụ này. Nếu như là các bạn mà kênh đang nói tiếng Việt Nam ấy, muốn thêm những cái ngôn ngữ nước ngoài vào ấy, thì các bạn có thể xem cái Zalo của mình ở dưới phần mô tả nhé, để mình có thể hỗ trợ tư vấn cho các bạn và sẽ bonus cho các bạn thêm một gọi là gói tư vấn hướng cái nội dung như thế nào, rồi là phát triển kênh như thế nào từ mình. Ok, thôi đi vào video hôm nay. Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với channel của mình. Trong video này mình sẽ hướng dẫn các bạn làm nào để sử dụng Filmora 12 quay video nhé. Quay video bằng cái chức năng quay trực tiếp từ webcam với Filmora 12. Đây là cái đoạn intro này thì mình đã quay bằng Filmora 12 và mình sử dụng cái webcam của mình, đó là cái máy ảnh Canon 800D và tóc mình chưa cắt. Sống vậy. Ok, giờ sẽ đi vào màn hình. Ok, đây là phần mềm Filmora 12 của mình nhé. Đây là cái ví dụ mình vừa quay đấy nhé. Thì để quay có mỗi cái webcam này không ấy, thì các bạn chú ý là các bạn phải chuẩn bị cái webcam cho nó kiểu chất lượng cao một tí, tốt một tí, chứ không thì cái webcam nó sẽ rất là xấu. Bên cạnh đó nhớ chuẩn bị đèn đóm các kiểu cho nó đẹp. Thì để mà quay cái video ấy bằng webcam ấy, dùng Filmora 12 ấy, thì các bạn sẽ quay trở lại phần media này nhé. Ấn vào Media, sau đó các bạn chọn vào nút này nhé, Record nhé. Trong cái Record này thì có 3 mục này, thì bạn chỉ chọn cái này thôi nhé, Record from webcam thôi nhé. Còn nếu như là bạn muốn quay màn hình thì bạn nhấn nút này, Record PC Screen. Thì trong cái PC Screen này thì nó cũng có cái webcam, nhưng mà bạn phải chỉnh cái webcam. Thì để mà quay một đoạn intro hoặc là outro các thứ ấy, hoặc là kể cả bạn quay video, tạo bài giảng các thứ ấy, thì bạn chỉ cần dùng cái tính năng này thôi, Record from webcam. Đó, ấn vào đây. Tại vì mình tắt cái webcam của mình ở trên máy ảnh ấy. Đây, các bạn nhìn thấy đây là cái webcam của Filmora nhé. Nó phần mềm nó quay webcam. Ở đây các bạn có thể chọn webcam chỗ này này, video device. Ví dụ ở đây mình dùng cái Canon 800D, thế mà mình sẽ chọn cái này. Resolution thì bạn chỉ có chọn được cái mức này là maximum thôi, còn không có cái phần khác. Bình thường ấy nó sẽ cho là chọn là resolution bao nhiêu, nhưng mà tất cả mấy cái phần mềm mà quay webcam không ấy thì nó chỉ có cái này thôi. Bên này là phần audio, nếu như là bạn muốn có cái audio ấy, tức là từ cái mic ấy, thì bạn sẽ chọn ở đây. Ví dụ mình sẽ chọn cái mic này nhé, mic USB của mình nhé, Embrutron Max này nhé. Frame rate thì các bạn sẽ để là 30, mà thực ra nó cũng chả có cái khác, chỉ có mỗi cái 30 thôi. Bên này là phần countdown, tức là phần đếm ngược. Mỗi lần trước khi mà các bạn bắt đầu ấy thì nó sẽ đếm ngược 3, 2, 1. Sau bạn nhấn vào nút này để bắt đầu bạn quay. Ví dụ mình sẽ làm một thử một cái nhé. Bạn có thể nhấn phím tắt là nhấn spacebar cũng được, nhưng mà mình sẽ nhấn cái nút này để quay. Ok, xin chào các bạn. Đây là cái webcam ví dụ mình quay bằng Filmora 12. Rất là đơn giản thế thôi. Còn nếu như bạn muốn quay xong thì các bạn sẽ nhấn vào nút stop này nhé. Ok, stop. Rồi, bây giờ bạn sẽ nhấn vào nút ok nhé. Đó, đây là cái video webcam của bạn. Bạn có thể play bằng cách kích nút. Ok, xin chào các bạn. Đây là cái webcam ví dụ mình quay bằng Filmora 12. Rất là đơn giản đấy thôi. Còn nếu như bạn muốn quay xong thì các bạn sẽ nhấn vào nút stop này nhé. Ok. Đó, rất là đẹp. Nếu như bạn muốn edit nó thì các bạn có thể kéo nó xuống timeline. Bạn edit, keep project setting. Đây, bạn edit, bạn thêm cái gì bảo thêm. Còn nếu như bạn không muốn edit nó, bạn muốn copy ra ấy, thì các bạn có thể tìm nó ở trên máy tính nhé. Sau khi quay xong nó sẽ lưu trên máy tính của bạn. Bạn kích chuột phải, bạn chọn là Review in Explorer nhé. Thì nó sẽ hiện ra là cái chỗ mà bạn lưu. Đây, đây là cái video webcam này. Các bạn nhìn thấy đây, mình dùng cái này mình quay rất là nhiều chứ, cả quay màn hình các thứ rồi là webcam các thứ. Thì nó sẽ ở trong phần này, Wondershare Filmora Recorded. Đó, đơn giản thế thôi. Ok, đấy là cái chức năng quay webcam, quay video bằng webcam với Filmora 12. Mình nghĩ là nó là một cái tính năng rất là hữu ích ấy, cho đặc biệt cho các bạn mà quay video rồi các bạn tạo bài giảng rồi các thứ, hoặc là dạy học rồi các thứ ấy. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu như các bạn có bất kỳ câu hỏi nào ấy thì các bạn có thể comment bên dưới. Mình sẽ làm video hướng dẫn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Bye bye.